Hello, xin chào mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Trong tối nay thì mình sẽ đưa mọi người trải nghiệm với con game phải nói là hoàn toàn mới luôn. Ok, đây là một game nhập vai bắn súng này, lấy đồ họa của cái game Cyberpunk mọi người ạ. Con game mà hot nhất năm 2020 vừa rồi đó. Đấy. Chúng ta thử vào game với các bạn ơi xem là có gì hay ho không. Đây là phần là cốt truyện này, năm 2084. Đây là một thế giới về tương lai rồi các bạn ạ. Ok, mình sẽ bỏ qua luôn nhá. Nói chung là ở cái thế giới tương lai đấy thì là tiền và súng là những cái thứ để giải quyết vấn đề thôi, còn cảnh sát thì chả là cái gì cả đấy. Anh em sẽ vào một cái nhân vật, sau đó sẽ săn bằng tất cả đã dạng rồi đấy. Rồi thì vào game các bạn ơi. À, đây là chọn nhân vật luôn các bạn ạ, nam nữ luôn vãi. Chọn nữ nhỉ, cho nó sexy nhỉ. Ăn đùng này các bạn ơi, ăn đùng cho nhanh. Ui, trông đẹp trai vãi, chọn luôn. Ở bên này thì là tên này. Rồi, thì vào kênh này các bạn ơi. Trong game này nhiều thứ để nói ghê nhỉ, toàn là tiếng Anh hết các bạn ạ. Các bạn chờ một xíu nhá, mình thêm cái phần núm di chuyển ở đây. Để mà thao tác tốt được cho con game này thì chắc là anh em phải quen một chút rồi, 54 thôi. Wow, đồ họa góc nhìn từ trên xuống thì mình sẽ không phải 3D không? À, không phải 3D đâu mọi người ạ. Nhìn tạm như này thôi. Đây, anh em vào vai một thanh niên hổ báo gì gì đó đang đi cậy hòm. À, lấy được mấy cái đồ các bạn ạ, chắc là cái mẹo gì đây. Mình sẽ có khoảng 10 slot để nhặt đồ. Wow. Còn lâu được, còn lâu, còn lâu, còn lâu. Cái thế giới này còn là một thế giới bạo lực mọi người ạ. Mình tưởng là quất nó. Ôi, từ từ. À, nhặt được cái găng tay gấu các bạn ạ. Rồi. Sao giống vai City này. Mình đọc qua tưởng là một game bắn súng cơ mà. Anh trưởng. Anh em xuất phát từ một khu ổ chuột đang vươn ra với lại thế giới luôn. Đây có một chữ stop. Ồ, đang còn cẩn thận thế này cơ. Chắc là phải tranh thủ mở hòm luôn anh ạ. Kiếm xem đồ gì ăn không. Đây nó phòng sáng lên này, chắc là cái vẹo gì. Nhiều đồ ghê nhỉ. Gì trời. Gặp hai tên này luôn các bạn. Wow. Mấy quả này rất là hổ báo ấy. Chứ gì đã bem luôn rồi. Trời ơi, bị đâm bem luôn các bạn ơi. Đang mải nhặt đồ. Rồi làm sao để mặc nó lên đây. Phải có đồ đạc mới chiến đấu được các bạn ạ. À, còn chưa kịp làm được cái gì. Game này hơi khó thao tác nhờ. Có cả súng đạn đấy các bạn ơi, ba lô này. À đây 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 đây, đây có đồ rồi. Chơi đồ đi các bạn ơi. Chơi gậy luôn đi. Thanh ram à? Cái mẹo gì đây? Spirit này. À đây băng đi. Rồi, có băng gạc các bạn ơi. Vậy cả trường, nó quật cho. Đây này em làm em mà lấy đấy. Mình đang chơi trên cái giả lập nên nó không được nhạy cho lắm. Cứ tưởng là một game bắn súng, hóa ra là không phải. Một game nhập vai luyện LV các bạn.
Phiêu lưu thế giới này thì chắc là phải lâu rồi các bạn ạ. Chứ một chốc một lát thì không thể khám phá được hết cái này đâu. À đây có một cái dương. Working computer. Hết rồi. Xem con đồ gì ăn không nhỉ? Khó khó chơi ghê con game này. Trong đây có một cái hòm nữa các bạn ạ. Mở cái hòm này xem các bạn. Sắp sửa full slot rồi. Trời ơi. Chả có đồ gì ăn à? Đây 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 đây. Chính nó, chính nó. Gì trời? Tưởng là thằng kia nó ra nó bem mình luôn các bạn ạ. Sợ vãi. Có mấy quả đỏ 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 đang chờ kia rồi. À, đây là phần map này. Ôi, có cả phần là đua xe nữa các bạn ơi. Vãi trưởng. Vai, con game tổng hợp nhiều vấn đề vậy. Tưởng là nhập vai nó cho mình cả đua xe luôn các bạn ơi. À không phải, nó chỉ là một cái phần rất nhỏ của phần cốt truyện này các bạn ơi. Đuổi theo ông này làm gì đó ấy. Biết chưa? Gì vậy nhanh lên nào. Mark Hell cộng 1 này. Khám phá cái lần cái vẹo gì đây. Xem có phần tiếng Việt không nhỉ, hiểu rất quái này. Rồi chúng ta có Espanol, Portugal, Italian, France và Korean, Japanese. Rồi, rất tiếc là không tiếng Việt, anh em phải tự mò vậy. Tốc độ 60 FPS, wow, ngon vãi. Chán nhở, không có tiếng Việt thì chơi bài cái gì? Khó hiểu vãi nhỉ. Chỗ này có một cái ghế các bạn. Netflix là computer. À tức là anh em đưa cái này về đây. Rồi ơi giờ mới hiểu. Rồi rồi rồi. Rồi. Tức là nó cần phải những cái công cụ đấy để nó sửa chữa cái máy tính này. Lại có vẹo gì đây đấy, rốt tiếng Anh nó khổ thế đấy. PC computer contact the shadow. Rồi xem shadow chat nhà nhé các bạn ơi. Cái gì đây, nó bảo là nó cần một cái công cụ gì đây. Khó hiểu vãi nhỉ con game này. That works very well is weapon. So span mua một món vũ khí và sửa chữa nó ở tại trạm màu đen này à? Đây, Black Market đây. Đây mua một cái này.
lại phải chắc với thằng sao đâu này mời là một phát nữa. Con game này biết làm khó người chơi ghê. Process. Đâu vẫn trưởng. Gì với một Zephyrus Patchworks. Patchworks là please các bạn ạ. Làm ơn PLEAC. Lại ra đây lái xe. Ngon chưa? Tăng tốc luôn các bạn ạ. Tăng tốc là đang ở phím 1 kìa. Con game này tổng hợp nhiều vãi. Úi giời, toàn đi ngược đường các bạn, những người. Ok, anh lại ra đây rồi. Hello, làm tí không, anh trai? Hình như đấy là những cái người chơi giống như mình thì phải các bạn ạ. À đây đây, nó ở bên này. Đường mạng của gì ấy nhỉ? À, chế độ một súng nữa các bạn. Rồi. Súng lên thịt 5 đứa. À, nó ở trong trong tòa nhà này các bạn. Đường vào ở đâu đấy em ơi? Đường vào ở đâu đấy? Lại đây ra đây các bạn. Con xe này nhìn gầu vãi. Trông nó kiểu cơ bắp ấy các bạn. Nhìn được phết. Lách này. Lách này. Lách này. Nói chung là game này cực kỳ dễ. Một tôi là mấy hợp có chuyện. Is the law. Weapon is not is is all, tức là vũ khí chưa được cài đặt. Ok. Rồi, mình đang đến nơi để cần kill các bạn này. Đâu mấy con cyber room đâu à? À đây 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 đây. Đùa với thằng rùa. Có gì ăn không? Méo có gì các bạn? Chơi hàng hit đi. Đây đây đây, quay lại hit nó. Thì đó em ơi. Sao mình đâu đánh nhưng mình vẫn mất máu nhỉ? Vẫn là mình đã chạy đi ra sao rồi cơ mà. Hết cả đồ các bạn. Ui. Đây rõ ràng mình đã chạy chạy xa nhá, thế mà nó thiệt được mình. Từ đây nào. Ôi.
Rồi, ok. Game không có tiếng Việt là hơi bị khó chơi các bạn. Ok, chứ là mình sẽ xin kết thúc video ở đây. Vậy các bạn ơi, đánh giá chung là một con game cũng khá là khó chơi bởi vì nó không có cốt truyện, à nó không không có tiếng Việt. Đâm ra anh em sẽ không hiểu được cái phần cốt truyện nó sẽ là như thế nào. Một cái nữa là cái hướng dẫn người chơi mới mình thấy có vẻ như khá ít, chưa hướng dẫn gì mấy. Ở đây là cái phần để mua vật phẩm các bạn. Đây 227.000, ui dồi ôi. Mua những cái phần trang phục nó ở trong này nhé các bạn ơi. Ok, nếu mà bạn đã chơi game này rồi thì các bạn comment cho mình biết ở phần bên dưới nhé, để mình cùng trao đổi. Thì cá nhân mình thấy thì con game này nó hơi khó chơi. Nó hơi khó chơi đấy, thì mình cũng chưa biết chơi con game này, các bạn comment cho mình biết nhé. Lấy đồ của tôi này. Thôi nó có đồ gì đâu. Ok, thôi các bạn đã xem video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại nhé. Một con game khá là khó chơi.